chỉ là lang thang đây đó thôi, quan sát cuộc sống và tiêu dùng của người Việt Nam mà thôi. Anh đã khám phá được gì rồi? Rất nhiều điều thú vị, và chắc chắn nó sẽ giúp ích cho kinh doanh. À, sáng mai chúng ta có buổi họp với công ty Hà Phương đó. À, tôi nhớ rồi. Mà nãy giờ tôi đọc bài thơ của Xuân Diệu, quên thời gian anh luôn. Anh quên cô nàng mà chúng ta đã đụng cổ hồi bữa trước. À, đúng rồi, Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, đúng rồi. Có số điện thoại. Gọi liền.